Ôi gái thì cảm ơn. Nhớ anh không? Có nhớ không? Ủa anh ơi. Nhớ không? Thôi mày. Nhớ thật không? Hà Thắng. Anh đâu vậy? Anh đi chơi về. Chơi đâu? Bên Mỹ. Có nhớ anh không? Hả? Chào anh em nào. Đây lâu lắm không gặp Thắng nhau ạ. Tình anh em mình gặp nhau là tình cảm hết nha anh em. Thương mình cái. Thank you.
Hello anh em, lâu lắm mình không gặp Thắng anh em ạ. Tóc là dài phết rồi, như mấy video trước ấy là cạo hết đầu đúng không? Nhưng bây giờ tóc mới cũng lên rồi. Ê Thắng, lâu lắm anh em gặp nhau nhớ nhau không? Tình cảm không? Chào anh em nào. Chào anh em nào Thắng. Chào anh em nào. Ôi anh, tình cảm thôi. Nhớ anh không? Có nhớ không? Quá anh ơi. Nhớ không? Thôi mày. Nhớ thật không? Hả Thắng? Anh đâu vậy? Anh đi chơi về. Chơi đâu? Bên Mỹ. Có nhớ anh không? Hả? Chào anh em nào. Nay lâu lắm không gặp Thắng anh em ạ. Tình anh em mình gặp nhau là tình cảm hết nha anh em. Thương mình cái. Fail. Fail. Chào anh em ạ. Đó thì cuối cùng mình cũng khai quật được Thắng về anh em nhá. Nói chung thì lâu không gặp Thắng nhớ anh em ạ. Một thời gian tới thì mình sẽ quay video với Thắng nha anh em. Nhà Thắng cách mình có mấy chục mét thôi. Đúng không? Em chim nè, to. Xem nào. Mặc lắm quần thế này. Hôm trước mình tặng Thắng cái quần xịt anh em này. Nhưng mà Thắng lại cỡ mặc quần xịt ngợp anh em ạ. Không biết đâu. Ui dồi ôi, chim to đấy. Nhỉ? Được lắm, gặp chim lớn thật trẻ thép đi. May May đâu? Để gọi như rồi, quay nhá. Lên đâu? Mỹ. Sang, rồi sang Mỹ quay. Rồi đi sang Mỹ cửa để quay video. Đâu mày? Đi đâu? Sang Mỹ quay. Lúc nào có tiền đi sang Mỹ quay nhé. Sang Mỹ quay vlog cho anh em xem. Đó chơi anh em ạ. Đúng không Đắc? Đúng không? Ok không? Ý là trời. Bye bye. Sao? Bye. Yeah yeah yeah. Yeah. Sao? Đánh em nào. Đánh cổ em ơi. Đấy cổ rồi. Thằng nào đánh em? Ui bố mẹ nó gãy mẹ cố rồi. Chết rồi. Đi vào anh cắt râu thôi. Mẹ rồi. Đi vào anh cạo đầu nữa thôi. Vào anh cạo đầu. Mẹ nó xấu cấu rồi. Mẹ. Thằng nào? Chết rồi đi. Đi vào anh cạo đầu nữa. Mẹ cấu rồi.